đặt con anh ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tổ trọng tài đưa hai đội bóng ra sân để thi đấu trận thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Với trang phục xanh đen bên tay trái chúng tôi là đội bóng khu sân trại, với trang phục màu xanh đen là đội bóng khu một. Quý vị khán giả cho anh một trang pháo tay, một trang pháo tay. Nào anh em chia sẻ đi vào trận đấu này, trận đấu rất là căng anh em ơi. Đồng chí mọi người chia sẻ giúp cho anh Hiệp nhá, theo dõi fanpage để giải đình bỏ ngoài ở xã Yên Lãng. Anh Hiệp lại tác nghiệp cho anh em. Tiếp tục trận đấu nào. Tinh thần đó anh em nhìn thấy không, tinh thần của có anh ơi, vẫn đồn em có ạ, tinh thần của khu soi chạy đấy. Mặc dù soi chạy đã thua hai trận rồi, soi chạy rồi đã có hai điểm, hai trận tại biên là ông Đinh Ngọc Hoàng, mà tinh thần thì vẫn phải có. Soi chạy còn hai trận nữa, mỗi trận 2-0 thì là sẽ được 8 điểm, vẫn thi đấu được. Số 1 mặc áo số mấy đây, trọng tấn 5 6 8 2 3 1. Đấy rồi, vị trí trên sân là đảm bảo trong trận đấu thứ nhất. Cô soi chạy giành quyền phát bóng. Trận thi đấu xét thi đấu thứ nhất của trận thi đấu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay giữa đội soi chạy và quận 1 trong khuôn khổ giải bóng chuyền đình vỏ trong thuộc xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đang diễn ra là quả bóng đầu tiên, mạnh tới to xử lý bóng ra ngoài. Đánh bóng ra ngoài, điểm 1-0 cho soi chạy. 1-0 cho soi chạy. Anh em vào sau chia sẻ cho anh Hiệp nhá. Mình là bình luận viên Trịnh Chim đến từ fanpage bóng chuyền Phan Hiệp. Phan Hiệp chuyên cung cấp quần áo thi đấu thể thao, giày bóng chuyền VSD. Đó là pha xử lý của đằng đen quần hồng. Ném bóng vào tay ra ngoài. Quá kinh nghiệm của đằng đen quần hồng. Nhưng mà anh Mạnh đang cãi là bóng không chạm tay. Bóng chuyền là phải có tranh cãi. Vâng, em chào. Em chào mọi người. 2-0. 2-0. Điểm tiếp tục. Bên kia đang rối rồi. 3-0. Bóng chuyền mà phải có tranh cãi. Không thể hoan hỉ được. Tiếp tục là chuỗi phát bóng của Đinh Tấn. 2-0. À đánh lại rồi. Em vừa thi đấu xong anh chị ơi, em vừa thua trận vừa nãy rồi ạ. Việt Hoàng chuyền cho Mạnh tay to. Chắn qua hay của Hiệu Nguyễn, lại tiếp tục là Mạnh tay to. Đấy rồi, đằng đen quân ông Hiệu Nguyễn bỏ nhỏ, đây rồi cái chân. Không được rồi. Điểm số tiếp tục cho soi chạy 3-0. Tiếp tục là chuỗi phát bóng của Đinh Tấn. Bước 1, Tuấn Anh bước 1 đẹp rồi, chuyền cho Mạnh tay to. Đây rồi, bóng lọt chắn. Bóng lọt chắn giữa hàng chắn của Hiệu Nguyễn và đằng đen quần hồng. Đổi vào điểm cho quận 1, 1-3. Quận 1 hôm nay bổ sung thêm đằng đen quần hồng vào nữa. Và có libero Văn Tuyền, bước 1 quá chắc rồi. Đây rồi, bóng ra ngoài. Đằng đen quần hồng vừa đánh bóng vừa đi diễn hài, rất vui vẻ. Điểm cho soi chạy 4-1. Hiệu Nguyễn phát bóng, bước 1 đẹp, hơi rung rinh của anh Thường rồi. Đây rồi, Tuấn Anh xử lý. Không được rồi, một pha bóng quá lố. Bóng rất nhẹ nhàng. Điểm khu 1, 2, 4. Điểm tiếp cho khu 1, 2-4. Nội binh của quận 1 phát bóng. Đây rồi, bước 1 của Văn Tuyên đẹp rồi. Chuyển cho Nam Đen. Chắn bóng về rồi. Một, chắn bóng và chắn bóng của quân xanh rất hay. 4.
em trẻ 2006. Hôm nay có nói tên nhưng mình quên mất rồi. Chắn bóng qua hay. Bước một đẹp của Văn Tuyên truyền lại cho Nam Đen. Đấy rồi. Hôm qua đánh bóng chéo chân của Nam Đen. Ok, mình chào Quyền. Quá hay của Nam Đen rồi. Nam Đen xuất thân từ Hòa Bình Kim Bôi. Bước một hơi rung rinh của mạnh tay to Việt Hoàng chuyền nhưng mà sang chân rồi. Những pha bóng đó không phải. Những pha bóng đó là mạnh tõm đã lưới. Điểm cho khu 1 4-5. Dần dần chuỗi lên chuỗi cách biệt của khu 1. Và soi chạy đã được gọi là rút ngắn lại rồi. Lợi thế thì chỉ còn một nửa điểm thôi. Đây rồi, Nam Đen hỏng rồi. Hoàng Thụy, ok, ok, em Hoàng Hoàng, ok. Hoàng có cái tay trái phát bóng, bóng rất bay. Nam Đen bước một chắc cái thế còn hỏng. Đây rồi, nhưng mà bóng ra ngoài. Không sao. Điểm cho xoay chạy 6-5. Quân xanh phát bóng. Đây rồi, bóng rất bay. Bước một rung rinh rồi. Chuyển sang Tuấn Anh. Tuấn Anh vô bóng nhưng mà Nam Đen chắn về. Một pha xử lý bóng thiếu Newton. Xử lý bóng hơi thiếu Newton của Tuấn Anh. Tiếp tục là quân xanh phát bóng. Điểm số là 7-5. Bước một đẹp. Chuyển cho Tuấn Anh. Tuấn Anh đánh trên cần. Quân xanh không thủ được rồi. Không thành công của các cầu thủ sân trại. Điểm cho khu 1 6-7. Tuấn Anh sẽ phát bóng. Đây rồi. Bước 1 đẹp của Nam Đen. Đây rồi. Hay quá anh Trường ơi. Mạnh tóm lỡ ngỡ vẫn còn chủ lên. Không sao cả. Về đúng rồi. Chưa qua anh Đen. Nam Đen quá nhanh nhưng trọng tài thì không cho Nam Đen phải ông đấy. Nam Đen cứu bóng bước một phát sang sân bên họ luôn. Tiếp tục là Tuấn Anh phát bóng. Đây rồi. Chuyển cho Nam Đen. Gạt vào chắn ra ngoài. Nhưng mà rất may cho Nam Đen là Việt Hoàng chắn bóng. Với chiều cao của Việt Hoàng là 1m82 thì Việt Hoàng chỉ chắn bóng có 2m42 thôi. Còn thiếu một phân nữa mới lên lưới. Nên là không thể chạm được. Tiếp tục là Tuấn Anh phát bóng. Bước một của Nam Đen rung rinh. Chuyển cho ai lại Nam Đen. Nam Đen làm gì? Bóng trong sân. Bóng rất tuyệt của Nam Đen. 8-0. Điểm đổi và điểm cho soi chạy 8-0. Nam Đen xuống cầu dưới. Hiệu Nguyễn lên trên. Cầu chắn bóng này là cầu chắn bóng khỏe nhất của soi chạy. Liệu có dâng đôi cách biệt hay không? Nhảy phát bóng của Nam Đen. Bước 1, Tuấn Anh là đẹp. Mạnh tay to. Quá hay của anh Mạnh. Bóng cao tầm. Dành một điểm 9-8. Điểm 9-8 cho quận 1. Văn Trường sẽ phát bóng. Đây rồi, như thế này là đẹp nhất. Bước 1 của Nam Đen rung rinh rồi. Bước 1. Điểm số dành cho bước 1. 18. Tiếp tục là anh Thường phát bóng. Bước 1 của Nam Đen. Nhanh không phải. Nhanh chồng của Hiệu Nguyên. À đó, Hiệu Nguyên bật. Muộn một tí nữa thì vỡ bóng luôn. Đổi vào điểm cho soi chạy 9-10. Mạnh tõm phát bóng. Đây rồi, bước 1 của Tuấn Anh là ok. Đấy, bó nhỏ. Việt Đình Tấn thủ rất hay. Hiệu Nguyên sang nhẹ nhàng rồi. Hai chuyền. Vẫn còn chủ được của Đình Tấn. Bóng sang rồi. Đây rồi, chuyển lại cho Mạnh tay to. Tại chỗ. Nhúp à, không ăn được. Hiệu Nguyên không chiến thắng được Mạnh tay to rồi. Vâng, em là Trịnh Chim Anh ơi. Hiệu Nguyên không chắn được Mạnh tay to rồi. Đó là kinh nghiệm và sức bật của anh Mạnh.
điểm cho quận 1 11-9. Mai có anh ơi, mai sẽ còn nốt một trận lượt buổi chiều ngày mai thôi. Đình Tấn sai lầm. Các bạn đã sửa sai ra rồi. Đây rồi, Hiệu Nguyên bỏ nhỏ. Quay của Hiệu Nguyên. Điểm số 10-11 cho Xoài Trại. Mai có chị Nga, chị theo dõi fanpage của Phan Hiệp nhá. Mai em lên livestream thì chị có thể thấy thông báo luôn. Việt Hoàng bước một lỗ. Hiệu Nguyên bóng trong sân. Khoảng cách là 11 đều, không còn khoảng cách nữa rồi. Về cầu đầu tiên, đội chống đội kèn đã vào vị trí rồi. Đinh Tấn phát bóng, điểm số 11 đều. Đây rồi, bước một đẹp. Việt Hoàng chuyền cho mạnh tay to. Thủ lên rồi. Không được. Pha bóng thủ hơi thiếu chính xác. Điểm số 1, 12, 11. Điểm 12, 11 cho quận 1. Ở đâu đây? Quy Linh à? Cái gì nhả được? Trên cần. Và lại ghi trên cần. Em chào anh Tuấn ạ. Sáng mai không chị ơi, sáng mai sẽ ở rước kiệu ạ. Sáng mai sẽ rước kiệu. Sáng mai lửng mật sẽ cho anh chị em xem truyền thống rước kiệu của Phú Thọ sẽ như thế nào. Đây Việt Hoàng, Tuấn Anh và đánh bóng về y quay của Tuấn Anh. Đằng đen quần đầu hỏi tại sao đánh thế gãi tay rồi. Em chào anh Tuấn rồi mà. Đằng đen quần hồng gãi tay, không hiểu tại sao mình chắn y rồi mà vẫn về y được. Bước một của Nam Đen. Đây rồi, Nam Đen đánh. Chắn tốt, chắn tốt quá của anh Thường. Đây rồi, đằng đen quần hồng lên tiếng. Nhưng mà trọng tài bắt là bóng chưa chạm tay. Bóng chưa qua. Bóng dưới diềm lưới. Điểm số 1, 14, 12. À dạ vâng, vâng. Đây rồi, tiếp tục là số 7 phát bóng. Bước một đẹp rồi, chuyền cho đẳng đen quần hồng. Về rồi, nhưng bóng ra ngoài. Quay luôn. Anh đẳng đen quần hồng giới thiệu với mọi người là sinh năm 1992 mà trẻ như 80. Anh phát bóng quá mạnh ra ngoài. Bóng ra ngoài rồi. Điểm số 1, 15-13. Có anh ơi, mai khu 5 còn một trận nữa đánh với Đầm Sen nha anh ơi. Khả năng là mai trận đấy sẽ là trận đầu tiên của buổi chiều. Đây rồi, Hoàng phát bóng. Nhanh chồng nhưng ba chắn cơ. Quận 1 bảo nhanh chồng nhưng mà ba chắn nuôi uy tín. Pha đó mà chuyền nhanh cho mạnh thì không chắn luôn. Em đánh cho khu 7 anh Định ơi. Đây rồi, bước 1 đẹp của mạnh tay to, chuyền cho Tuấn Anh. Tuấn Anh đánh vào chắn bùng ra ngoài. Tuấn Anh rất nhịp nhàng. Bước đà của Tuấn Anh cũng rất nhẹ nhàng. Điểm 16-14. Zoom gần nữa anh ơi, nãy em zoom gần rồi ấy chứ. Nhưng mà gần quá này được không? Ok nhá. Tiếp tục là Tuấn Anh. Mạnh đẩn lên quần hồng, chống lao. Hay quá. Một pha bóng trồng lao của Mạnh To. Đó, Đinh Tấn cần những pha chuyền bóng như thế. Tại vì cầu này của anh Mạnh To chắn bóng quá cao. Anh Mạnh chắn quá kín và quá cao. Nam Đen rất nhẹ nhàng chuyền cho Mạnh tay to, Hiệu Nguyên. Nhưng mà anh Mạnh bảo đánh trên cần luôn. Tên hiệu của anh là Mạnh tay to. Anh đồng rất tốt. Ok anh ơi. 17-15. Anh điểm số 17-15. Từ đây tham gia vào lễ hội cùng với khu 1. Văn Thường sẽ phát bóng. Đây rồi. Bước một đẹp của đằng đen quần hồng. Chuyền cho Hiệu Nguyễn. Bóng trên cần. Chạm chắn. Không. Chạm tay vào không. 18-15. Điểm cuối rồi. Về đích rồi. Lúc nào cũng ba chắn. Anh Tấn phải khai thác chỗ Mạnh tõm nhiều vào. Bước 1 đẹp. Đây rồi, không phải.
lại là chồng Lào. Đây là nhanh chồng, nhưng mà nhanh chồng miền núi. Một pha bóng nhanh chồng miền núi của anh Tấn và Hiệu Nguyên. Phụ họa sẽ là Mạnh Tõm. Đây rồi, Mạnh Tõm phát bóng. Bước một đẹp của Tuấn Anh, chuyền cho Mạnh tay to. Mạnh tay to đi gần trên. Biết là đánh chéo nhưng không chờ đến. Hiệu Nguyên bảo Hiệu Nguyên năm nay đánh thua cả toàn bộ giải cho nó xanh chín anh ạ. Hiệu Nguyên thua 2 trận rồi, trận này Hiệu Nguyên thua nốt đi cho xanh chín cả giải. Chuyền 2, Việt Hoàng sẽ phát bóng cho quận 1. Đây rồi, Đình Tấn vẫn tin Hiệu Nguyên. Nhưng mà ai mạnh thủ chặn lên rồi. Bật tay cho, bỏ nhỏ. Tiếp tục cơ hội. Quá phí luôn. Ribeiro Văn Tuyền quá nhanh mọi người ạ. Không thể trách Hiệu Nguyễn và Nam Đen được. Cầu chắn bên quân xanh quận 1 quá cao mọi người ạ. Ghép thêm cái tay của anh Mạnh vào nữa thì anh Mạnh phải chắn bằng 3 người. Xuống. Mẹ người ta làm ăn chuyên nghiệp chứ. Ủa ơi đấy. Ta đã bảo rồi mấy ngày. Ta bảo rồi. Ơi. Em đây ơi. Làm sao phải sẵn đây này. Cho cao máy lên. Đây rồi. Lật xuống đây. Quay máy là thôi là. Mẹ em làm được đi xuống. Sếp vào định chửi đấy. Đấy. Sếp vào là bảo quay máy lên. Làm ăn kiểu gì đấy. Làm ăn kiểu gì đấy. Người ta làm ăn chuyên nghiệp ấy. Cho cao máy lên. Đây rồi. Quay là thôi nào. Không góc ấy. Góc em quay ngã giờ đẹp như thế. Lỗi lỗi kỹ thuật một tí mọi người ơi. Tiếp tục. Cao rồi đây. Đầu kiều nó vừa trèo lên lệch mẹ cả máy đấy. Đứng lại đứng đấy. Bố mày ngồi im nhá. Lệch mẹ cả máy của tao đầu kiều. Rồi. Em chỉnh máy còn hơi. Lệch mẹ máy của tao rồi. Lệch chỗ đây này. Bao nhiêu người đang xem thằng đục kiểu này. Đây rồi, hơi lệch lệch một tí thôi nhưng mà ok rồi. Cao máy lên. Chỉnh zoom góc một tí mọi người chờ em đi. Lệch cao máy của tao. Rồi. Và là phần rất mạnh của ba mẹ. Để số vô này 21. Đây rồi, ok rồi, này ok rồi. Đặc sản chờ em tí anh ơi, đây rồi. Nãy là hơi lỗi chiến thuật một tí. Dàn giáo nó hơi lung tung một tí. Ok anh ơi, 22-17. Chết rồi, còn 200 người xem. Đang 300 người. Ok Việt anh ơi, chờ anh tí nha. Chờ hội ý nha. Rất nhiều đặc sản ở ngoài sân. Mạnh to phát bóng. Anh Mạnh phát bóng đi anh em phải để ý. Ngày trước mình có xem anh Mạnh phát bóng một quả ở trong miền Nam mà có ông cháu vào đầu chết lâm sàng 15 giây đấy. Hiệu Nguyễn phát bóng, đây rồi, bước 1 của Văn Thương, đẹp rồi, chuyển cho Quân Xanh, hay quá cái tay trái. Nhưng mà Tấn Đinh chủ bóng hay, đằng nét Quân Đồng sang bóng, quá hay của anh Đảng. Một pha bóng kỳ bóng ra ngoài của anh Đảng, à chết. Điểm cho quận 1, 23-18. Cành cuối rồi. Quân Xanh bước một đẹp. Xoay chạy hội ý. Nhưng mà trọng tài cố thổi còi. Đây rồi. Đánh lại pha bóng đó. Cho sao xoay chạy hội ý. Đây rồi. Anh em xem ai nào. Cho cao lên nữa. Cao. Vẫn cao lên anh ơi. Đây. Ok. Như này đúng không. Như này gì. Thế là lấy mất nửa sân đấy anh ơi, nếu cao lên tí nữa. Thế này được rồi chứ. Thời gian này, hội ý đã hết. Xin mời hai đội tiếp tục vào thi đấu. Điểm số 23. Thắng rồi. Hết thời gian hội ý. Đặc sản nhưng mà anh em chia sẻ cho tí đây, cho số 1 cái nào để quay góc máy đi, vừa chỉnh được sếp vừa gọi điện đây. Anh em cho số 1 cho có động lực tí nào. Đây rồi, bước một đẹp của Văn Tuyên, chuyền cho Nam Đen, chắn bóng quá kín của Văn Thường.
Văn Trường chắn ghép với lại ông cháu Hoàng rất nhịp nhàng, rất kín. Khó rồi, ra cầu xuống cầu dưới rồi. Đình Tấn truyền cho Nam Đen, Nam Đen đánh vào chắn bung ra ngoài nhưng Hoàng không cho. Đây rồi, quân xanh truyền cho Tuấn Anh. Tuấn Anh chém bóng thú lên rồi, truyền cho Đặng Đen, quân hồng. Đây rồi, bóng lọt chắn của Đặng Đen. 19-24. Đặng Đen quân hồng phát bóng, liệu có thay đổi được cục diện hay không? Quả đầu tiên, bước một đẹp, chồng lao. Đúng rồi, một pha bóng chồng lao đặc sản của trường Từ Sơn. Kết thúc trận đấu đầu tiên, điểm số 25-19 đang nghiêng về quận 1. Quận 1. Chúng tôi mời đồng chí Đoàn, đồng chí Đoàn trở về bàn tâm lý để chúng tôi được đây đây, đứa khổ quá cơ. Đây khổ quá cơ, em muốn xung gần gần lại một tí. Đây khổ quá cơ. Đặc sản anh em ơi, đặc sản đây này, anh em xem bên này này. Ôi chết rồi, nhầm. Đặc sản đứng xa quá, mình zoom nó không đến. Trong buổi tối ngày hôm nay, lúc 19 giờ, tôi đến tổ chức chương trình khai mạc giao lưu. Đặc sản đi một đường anh em này, đây lại đang còn gấm cami, tôi biết ngay mà. Đặc sản đây rồi. Trong buổi sáng ngày mai diễn ra phần hội toàn dân vận động cùng các quân binh kéo co và bắn lò. Đây rồi, vào trận đấu đi, tiếp tục trận đấu thứ hai. Tiếp tục diễn ra ba trận đấu. Trận thứ nhất, quân năm gặp Cần Giang. Trận thứ hai, vô bột gặp Cô Bảy. Anh ơi, đấy là tinh thần dã đám đấy, không được. Sau khi kết thúc. À, em đây chị ơi. Xin chào. Rất nhiều gái xinh gái đẹp ở ngoài nhá. Ok, tiếp tục trận thi đấu thứ hai trong khuôn khổ giải bóng chuyền Đình Võ trong năm 2024. Trận thi đấu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay giữa quận 1 và khu soi chạy. Quận 1 có sự góp mặt của ba tây ba lô, Việt Hoàng chuyền 2, Mạnh tay to chủ công và Tuấn Anh chủ công. Còn đối chuyên tuyến bên này sẽ có Hiệu Nguyễn, Nam Đen chủ công, kèm theo đó là Mạnh Tóm phụ công. Tóm Yên Lập. Chắc mà thi đấu đầu tiên thì bên quận 1 đã giành chiến thắng là 25-19 rồi. Trận đấu thứ hai này Đinh Tấn có làm lại được không? Đây rồi, Hiệu Nguyễn một pha bóng đầu tiên. 1-0 Hiệu Nguyễn. Chị Huyền có dặn Hiệu Nguyễn đem quần đùi về cho anh Long không? Đây rồi, điểm bóng đầu tiên. Hiệu Nguyễn những pha bóng cần nhiều pha bóng mới lên lấy lại gọi là sung mãn cho đội nhà mình. Đây rồi, bước một rơi. Mạnh tay to, Mạnh tay to đánh trên cần không, Đặng Đen và Nam Đen không sờ đến được. Nếu có sờ đến thì bóng cũng ra ngoài. Điểm một đều. Chào Nguyễn Ngọc nhá. Mạnh tay to phát bóng, pha bóng nhảy phát bóng của Mạnh tay to quá lực nhưng bóng vào lưới rồi. Đổi vào điểm cho khu soi chạy 2-1. Đặng Đen quần hồng phát bóng. Đây rồi, Tuấn Anh chắn bóng thành công của Nam Đen. Điểm cho soi chạy 3-1. Đội chống đội kèn là vào vị trí rồi đấy. Ok rồi, tiếp tục là Đặng Đen quần hồng phát bóng. Hiệu Nguyễn Văn Hùng, đúng rồi bạn ơi, Hiệu Nguyễn ở Hùng Long nhá. Đấy, Tuấn Anh thủ lên, không được rồi, Đặng Đen thủ bóng hơi xa.
2, 3. Pha bóng đó anh Đẳng phải cắm sâu vào trong nữa. Thủ hơi thiếu. Tiếp tục đây sẽ là quân xanh của quận 1 phát bóng. Điểm là 2-3. Đây rồi bước 1, Đẳng đen bắt bước 1. Hơi bị đẹp đấy nhá, đây rồi, nhanh chóng. Nhanh chóng của Nam Đen. Hay quá. 4-2. Thật ra bây giờ anh Đinh Tấn cần phải chuyền như thế, tại vì hàng chắn bên kia rất là kín, rất là đều người, Đinh Tấn nên chuyền như thế. Dung dinh rồi Việt Hoàng, ký bóng sang. Không được rồi Việt Hoàng, cầu dưới. Việt Hoàng cầu dưới. Việt Hoàng cầu dưới. À, về trả nợ cho em à, ok. Coi của đội chống đội kèn em ơi. Đây đội chống đội kèn vào vị trí ở đây này. Đấy. Pha bóng đó là Việt Hoàng cầu dưới. Theo Tuấn Trịnh suy nghĩ là Việt Hoàng cầu dưới. Ba, bốn rồi. Nam Đen vẫn còn. Nhưng mà lưới của Tuấn Anh rồi. Tiếp tục là Nam Đen. Đây rồi, chuyển cho Tuấn Anh. Chắn về của Hiệu Nguyên. Quá hay cho Hiệu Nguyên. Cố lên em ơi. Chi đánh chậm, nó bung ra ngoài nhiều. Tiếp tục là Nam Đen phát bóng. Đây rồi, bóng rơi. Bước 1 của mạnh tay to, chuyền cho Văn Trường. Không được rồi, và bóng lào hơi thiếu chính xác của Việt Hoàng, chuyền cho Văn Trường. Hội ý chiến thuật lần đầu tiên. 3-7 cho soi chạy rồi. Đâu nhở, đặc sản ở đâu để cho anh em xem nhở. Hình như là chưa đến giờ đặc sản sẽ đi học về anh em ạ. Bên kia trên tuyến bên kia có đặc sản nhưng mà nó mắc lưới anh em ơi, không zoom đến. Ok anh ơi, Hiệu Nguyễn sinh năm 2000 nhá mọi người nhá. Đợt Nam Đen phát bóng không được rồi, và bóng rơi của Nam Đen hơi chưa chính xác. Hiệu và anh Nam Đen năm nay là bảo là quyết tâm là không thắng, chỉ xin mỗi đội một điểm thôi, không thắng. Đây rồi, Tuấn Anh phát bóng. Bước một đẹp của Đẳng Đen. Trong nhanh trong của Hiệu Nguyên thì vẫn thủ lên. Việt Hoàng. Lại đi, lại đi. Nhanh trong không? Nhanh của Mạnh To. Quá hay luôn. Quá hay luôn. Anh cứ có, anh cứ vừa đánh chiều nay. À mà mai anh sẽ đánh trận đầu tiên nhá. Bình luận viên mặc áo xanh. Kìa kìa. Áo xanh nào nhỉ? Áo xanh nào? Đâu đặc sản ở đâu mà tôi không nhìn thấy mà ông nhìn thấy nhỉ? À, áo xanh trắng đúng không? Ok, ok. À, bị lên nào. Đấy rồi, anh Mạnh Tóc định xin đánh ngang sau à? Nhưng mà Nam Đen đánh hay quá luôn của Nam Đen. Một pha bóng đà tại chỗ đánh ngang sau, có lực của Nam Đen. Áo trái của mình vừa nãy là mình bắt libero, mình áo trái bạn ơi, chưa thay. Tiếp tục là Mạnh Tóm phát bóng. Đây rồi, Tuấn Anh chuyền cho Mạnh Tay To. Mạnh Tay To đánh thẳng vào chắn của Hiệu Nguyên ra ngoài. Cắt lại chuỗi lên điểm của khu soi chạy. Điểm là 5-9. Mày ngã tao chết đấy nhá. Đây rồi, bước một đẹp của Hiệu Nguyễn. Đẳng Đen quân hồng chung sau. Hay quá anh Đẳng ơi. Vẫn còn, lại cho anh Đẳng đi. Lại cho Đẳng Đen, không phải là Hiệu Nguyễn rồi. Hiệu Nguyễn bỏ nhỏ, Tuấn Anh lại bắt bài. Chuyền lại cho Mạnh Tay To cũng bỏ nhỏ. Đây rồi. Hiệu Nguyễn không, Đẳng Đen quân hồng lại bỏ nhỏ. Chuyền cho Mạnh Tay To.
trả giá, nhưng mà Đinh Tấn tranh của Nam Đen rồi. Đi thi mà lại diễn à? Bỏ nhỏ. Đó là cái phải trả giá. Đi thi mà diễn. Điểm cho quận 1 69. Được 1 của Văn Tuyên, Hơi Dung Dinh. Chuyền cho Hiệu Nguyễn. Bóng trong sân. Và bóng đánh chéo sân cho Hiệu Nguyễn. Quá hay luôn. Điểm đổi vào điểm cho Soi Trại 16. Tuyết Mai mà ở gần sân thì cho mình xin cấp nước lọc. Tuyết Mai ơi, khát quá bạn ơi. Thầy Tấn ơi, thầy xin bên kia một điểm thôi nhá thầy ơi. Trận này khó nói trận lắm. Đúng rồi thầy ơi. Chết rồi, chưa có bia rồi. Mình không biết trận mấy đâu, nhưng trận này là trận cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay nhá. Đây rồi, Việt Hoàng phát bóng về cầu đầu tiên đây rồi. Đảng Đen bắt bước 1, chuyền cho Hiệu Nguyễn, trung sau không. Nhảy trung sau nhưng mà lại chuyền bên hai, không được rồi. Anh Tấn nhảy trung sau nhưng mà lại chuyền bên hai. Một pha đánh lừa chủ công nhà mình. Hay của anh Tấn. Chọc ngoáy rồi, hội ý. Một pha. Đây rồi, đặc sản đây rồi. Đây rồi, tao biết ngay mà. Lại là con gấm ca mì mà. Đây rồi. Đây rồi. Phú Thọ quê mình là đẹp như bông hoa. Trẻ thái gái tuyên thì không bằng nét duyên của Đoàn Hùng là tôi. Đó, rất nhiều đặc sản đang ở ngoài sân. Rồi, vào sân tập trung vào chuyên môn này. Tập trung vào chuyên môn. Chết rồi, lại mất góc quay rồi. Sếp lại gọi điện bây giờ đấy. Đây đó rồi. 80. Đây rồi, Việt Hoàng phát bóng. Đình Tấn truyền cho Đảng Đen Quân Hồng. Bóng chắn về luôn. Em Hoàng số 6 quá hay em ơi. 90. Chuỗi lên điểm của Việt Hoàng quá dài. Đuổi gần đều rồi. Điểm số là 90 cho quận 1. Việt Hoàng phát bóng. Đây rồi. Bước 1 của Văn Tuyên. Đẹp rồi. Chuyển đến Hiệu Nguyễn. Qua được mẹ to không? Hiệu Nguyễn đánh bóng về. Quá hay của Hiệu Nguyễn. Anh Đình Tấn đang cần lắm một cốc sinh tố lứa mạnh. Có Tuấn Trịnh là sẽ có đặc sản nhá. Đây rồi, Mạnh tay to. Trên cần, trời ơi. Quá hay của anh Mạnh. Phải nói anh Mạnh đánh hay điên. Ui, rung. Sói Trại cố lên, đúng rồi, kèm cổ vũ rất to. Đình Tấn chuyển cho Nam Đen. Chéo sân nhưng mà anh Thường không cho. Chuyển lại cho Tuấn Anh. Đây rồi, tiếp tục là Hiệu Nguyễn chủ được. Chuyển cho Nam Đen. Điên lắm rồi nhưng mà vẫn chủ được. Quá hay luôn Nam ơi. Thủ bóng quá hay mà người tấn công thì quá giỏi. Hay quá anh Nam ơi. Đẳng Đen quần đồng quát bóng. 12-10. Bước 1 của Văn Thương nhưng không, bóng ra ngoài. Tiếc quá anh Đảng ơi, thầy Tấn vừa phát hỏng xong thì thầy Tấn quay lại chửi luôn cho anh Đảng một câu là phát quà thôi. Rất hay. Đây rồi, bước 1 đẹp của Đinh Tấn, chuyền nhanh, không phải, nhanh chồng, bóng lọt trắng. Quá hay của Nam Đen. Rồi, Nam Đen cố lên. Thầy Tấn vừa đâm bóng vào lưới, Đảng Đen bảo là phát mạnh lên. Ở đây xuống phát mạnh ra thì ra ngoài thì Tấn bảo phát nhẹ thôi. Đây rồi, Soi Trại phát bóng. Bước 1 đẹp của Mạnh tay to. Chuyển cho Tuấn Anh. Tuấn Anh chém y rồi. Cái tay chém y của Tuấn Anh quá khéo. Phải nói cái đường y của Tuấn Anh quá khéo. Chắn to như thế mà em chắn đánh không chạm một tí nào. Đảng Đen được mệnh danh là chốt y là khét nhất miền Bắc nhà mình mà em Tuấn Anh đánh không sờ một tí nào, không thấy gió. Anh Đẳng phải gãy đầu gãy tay. Đây rồi, nhanh không phải.
bóng quá lỗ cho Đình Tấn rồi. Đảng Đen ơi, có hỏng quần nào đâu, không được cãi nhau. Bình tĩnh. Hiệu Nguyễn, vào bắt bóng đi em. Người ta thuê mình về để phục vụ bước 1 mà em lại để cho Đảng Đen bắt như thế. Đây rồi, bước 1 đẹp của Nam Đen, chống lao. Không, chống lao nhưng mà không biết chuyển chống bây giờ, chuyển lao. Phí quá, phí quá. 14-13, hội nghị chiến thuật lần thứ 2. Lần thứ 2 của Soi Chạy. Thôi anh em ơi, mình quay đặc sản thì mất góc. Thật ra đây không không chỉnh nữa đâu nha, mình chỉ quay cái này thôi. Thế mình kéo quay lại thôi. Đấy anh em nhìn nhá. Chứ mà zoom lên zoom xuống mất góc. Đừng có chuyền lão nữa, đúng rồi. Nhưng quả đấy là chuyền chồng rồi, không đánh được đấy. Mạnh tay to là ở Vĩnh Phúc anh ơi. Anh Mạnh ở Vĩnh Phúc ạ. Anh thích anh Mạnh đúng không? Anh mà thích anh Mạnh cần liên hệ thì anh lại liên hệ đến bình luận viên Trinh Chim nhá. Em có cả số anh Mạnh, có cả số vợ anh Mạnh luôn. Nhưng mà anh Mạnh vẫn độc thân nhá. Tiếp tục là số 6 bắt bóng, bước 1 đẹp của Hiệu Nguyễn. Nhanh chồng, không phải. Nhanh chồng này đã được chưa? Đã được chưa? Hay quá Nam Đen ơi. Nam Điền phát bóng. Rơi rồi, Văn Thường bước bắt 1. Chuyển cho Văn Thường. Hiệu Nguyễn ơi, thiếu đà rồi em ơi, em vào 1 bước nữa. Văn Thường tấn công vàng chắn bung ra ngoài. Điểm cho quận 1 15-14. Tuấn Anh phát bóng. Đây rồi. Bước 1 của Hiệu Nguyễn. Đây rồi. Bóng vào chắn bung ra ngoài. Nguyên quá tinh quái, ba chắn em sẽ đánh vào chắn bung ra ngoài hoặc là bò nhỏ. Xin cái linh. Nào, Mạnh Tõ mời phát bóng. Đây rồi, bóng nhẹ nhàng qua bước 1 đẹp của Tuấn Anh. Chuyền cho Mạnh tay to. Mạnh Tõ đánh bóng không thấy gió đâu luôn các em, chắn không thấy gió đâu. Vẫn zoom nữa à anh ơi. Em nhìn thế này là góc này đẹp quá rồi. Đây rồi, nhưng mà này thì hơi sát. Hiệu Nguyên. Bóng cung chắn ra ngoài. Điểm 16 đều. Quá căng thẳng. Điểm số là 16 đều. Là Đinh Tấn phát bóng. Đây rồi, mình đã phát mạnh lên rồi. Học tập anh Đẳng rồi. Đấy rồi. Quá hay. Anh Mạnh đánh. Anh Mạnh đánh quá hay luôn. Hay kinh lên được. Không cần đổi. Đúng rồi. Vâng. Phan Hiệp cũng cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi Phan Viết Phan Hiệp từ xưa đến nay. Anh chị mà yêu quý Văn Hiệp thì là có thể là chia sẻ cho Văn Hiệp nữa đi. Ok Hiền Bi ơi, mình để góc này nhá. Điểm số là 17-16. 18-16. Đây rồi, chuẩn Hiệu Nguyễn. Dúi nhau với anh Mạnh. Đây rồi, anh Mạnh ăn gian rồi nhá. Anh Mạnh ăn gian rồi. Phá bóng đó anh Mạnh dính vào tay rồi. Phá bóng đó anh Mạnh tranh chấp với Hiệu Nguyễn rồi. Anh Mạnh đấy, nhìn vào anh Mạnh kìa. Tay đâu mà tay. Anh Mạnh cười tủm tỉm rồi. Trọng tài để ý thằng ấy đánh rồi, anh mặt trọng tài mấy lần rồi đấy. Để ý nhá. Đây rồi, Việt Hoàng phát bóng bước 1. Đảng Đen chắn về rồi, Hiệu Nguyễn. Tiếp tục là Văn Cường thủ được Việt Hoàng đệm cho Mạnh tay to. Bỏ nhỏ rồi. Điểm số 20-16. Hai mươi mười sáu.
về đến lúc về đích mới biết ai là hay ai là dở. Đây rồi, Kế Hoàng. Bước 1 đẹp rồi, chuyền cho Hiệu Nguyễn. Vỡ bóng không được, Hiệu Nguyễn cáu rồi. 21-16 rồi, anh Tuyên đã xin lỗi ý. Lần lỗi ý thứ tư hay sao? Trọng tài bảo hết lượt lỗi ý rồi. Tiếp tục là Việt Hoàng phát bóng. Quả này chuyền trung sau cho Hiệu Nguyễn. Đúng rồi, trung sau. Rồi anh hàng sau. Hàng sau và 3 của Nam Đen trong sân. Đổi vào điểm cho Soi Chạy. 17-21. Hiệu Nguyễn nhảy phát bóng. Cố lên em. Đây rồi, bước 1 của Tuấn Anh hơi rung rinh. Mạnh tay to, đánh đi rồi nhưng chắn về. Đằng Đen bảo là đánh đi đâu. Đây rồi, bước 1. Chuyền cho Đằng Đen, đây là Nam Đen. Trời ơi. Quân xanh chắn về rồi. Phá bóng đón lên tiên anh Đẳng. À không, không không có đâu anh ơi. Phú Thọ nhà mình chơi bóng nó ố dề lắm, không thế đâu. Bước 1, đây rồi. Nam Đen bỏ nhỏ, Việt Hoàng chuyền lại cho Mạnh Tay To hàng sau qua 3 trong sân. Hàng sau qua 3 trong sân của Mạnh Tay To. Thật sự tỏa sáng, thật sự đáng đồng tiền bát gạo cho Mạnh Tay To. Anh đánh thích mê luôn. Mạnh Tay To phát bóng, đứng phát rồi. Đây rồi, rung rinh. Bước 1 đẹp. Đẳng Đen quân không? Không được, anh Đẳng em cổ vũ to lắm đấy. Mạnh Tay To. Đây rồi anh Tuyên. Chuyền cho Nam Đen. Nam Đen hơi sát rồi. Tuấn Anh đánh luôn tay trái. Nhưng Hiệu Nguyễn không cho, thủ lên rồi. Đây rồi, Tuấn Anh y. Đẳng Đen. Đây rồi, Đẳng Đen bốc bóng rồi. Đúng rồi. Đằng Đen bốc bóng rồi. Đây rồi, Việt Hoàng. Quá hay Hoàng ơi. Kết thúc trận thi đấu thứ hai, à trận đấu cuối cùng của chiều ngày hôm nay. Tỷ số là 25-17 nghiêng về cho quận 1. Quận 1 giành chiến thắng trước Soi Chạy. Quận 1 hiện giờ đang được 7 điểm rồi.